Chị đang ăn gì đấy? Chị đang ươm hạt giống đây. Hạt gì đấy chị? Đây là hạt dưa dưa chuột, xua dưa siêu ngọt, dưa nếp đấy. Dưa nếp à? Sao được mấy hôm rồi mầm dài đấy hả chị? Là được 3 hôm rồi. Yeah. Một hôm ngâm, mình ngâm qua một đêm xong rồi hôm sau thì vớt ra đây. Yeah. Thì được cả 2 hôm nữa rồi là mọc như này đây. Ôi, mọc nhiều thế nhở? Ừ. Chắc chả có hạt nào trượt đâu đúng không? Không có. Có một hạt là chưa nảy mầm thôi. Yeah. Nhưng mà hạt cũng vẫn chắc mẩy. Yeah. Nhưng mà có duy nhất một hạt này là chưa nảy mầm. Chưa nảy chứ không phải là không nảy đâu. Nó đúng không? Chưa nảy. Nhưng mà hạt thì rất là chắc mẩy đây. Chị lật cái đấy xem là của hãng nào đây. Đây là hạt giống cáo sản này. Đùa. Thích nhờ. Đấy. Cái hạt này một gói là 1 gram à chị? Một gói là 1 gram. Nó có tầm khoảng 30 hạt. Ừ. 30 hạt mà hạt lạng lên như thế này là ổn rồi đúng không? Cái này thì chắc là tầm độ khoảng hơn 2 tháng là thu hoạch chứ mấy chị nhỉ? Tầm hơn 2 tháng đến 3 tháng thì Vườn là cung cấp cả cây giống đây hả chị? Nhà vườn thì có cả cây giống, cả hạt giống cung cấp mà cả hạt giống. Thế chị cần có cần cái hỗ trợ cái gì không mà nó nảy mầm nhiều thế? Có. Cái gì đấy là chị? Cái phân kích rễ đây. Mình pha loãng ra xong là mình tưới. Rất mạnh. Thì đảo tỷ lệ nảy mầm mà kích rễ mà ra quả rất sai mà không bị rụng non. Lo này lọ to thế hả chị? Bao nhiêu gram đấy chị? 500 cái này là 500 gram. Chắc nhà vườn mới dùng chứ đúng không? Nói chung là cái này thì ai dùng mua, ví dụ như là mình mua được mấy gói, 5 gói hạt này chẳng hạn hay 10 gói hạt này thì mình dùng một cái loại này nó rẻ đúng không? Được 7-8 tháng đấy. Nghĩa là cả tưới các thứ. Cả tưới cả ấy đấy. Em thấy chị còn đang ươm cả hạt gì nữa kìa. Đây mình ươm một số hạt như là hạt bí xanh. À, bí xanh à? Hạt bí xanh này thì cũng ươm như giống như hạt dưa. Thế còn hạt gì nữa kia, nhiều thế? Đây là hạt bầu hồ lô này. Bầu hồ lô. Chị sau này quả nó cũng ra như thế này hả chị? Quả nó cũng y như này. Ăn được không chị? Ăn được chứ. Ăn được bầu hồ lô này nó cạnh ngay là luộc ăn mát mà. Nhìn thì cứ tưởng là làm cảnh. Không. Có cây giống đúng không chị? Có cây giống, có hạt giống. Đầy đủ nhờ. Bên nhà vườn mình thì có đủ mà. Có hạt giống đủ các loại rau hoặc là rau củ quả hay là hạt hạt giống cây dược liệu hay là cây ăn quả rồi cây cảnh có đủ hết. Nói chung là hạt giống thì có sẵn ở vườn đúng không? Hạt giống thì lúc nào cũng có sẵn. Để cho các bạn này qua vườn các bạn lựa chọn đúng không?